bắt đầu. Gì pin đâu hết rồi. Đó, thấy không? Chạy hai máy luôn không? À. Bữa nay trời mưa sáng mù ám. Trời không đẹp. Tham quan xưởng đóng thuyền của mấy bạn nhỏ. Công phu thiệt. Gắn keo gắn sắt vô vậy đó hả? Rồi ráp tiếp đi. Cũng mấy tiền tao mày quan nghĩa không nội. Hồi sáng giờ gì đúng hả? Nói chung là sáng giờ có mấy đứa nào xuống sông chưa? Chưa. Chưa thấy luôn á, là làm công đại nó làm. Tám. Một hồi nước đầy rồi mình chơi được không? Có một giờ. Được. Phải lấy hộp đi. Được thì mình không hả mấy chiếc này không sao thì mình đóng. Đây là thành viên mới gì vậy? Thằng này đi ăn hải. Con. Hải đi mua. Tướng đã. Đi mua sườn. Mua sườn lan. Còn khớ này. Wow. Chiếc thuyền này có tiền ở trong này luôn á, ghê quá. Này sửa lại cái gì vậy? Dạ, cái mùi á. Nó thêm cái mùi trên. Ờ. Làm thêm cái mùi trên đây. Đẹp quá. Trời ơi. Sàn tên mặt đất luôn nữa mấy bạn. Nó đổ keo trời đất cát vô phải đó phải đất cát khô hả? Con chăm vô nữa chạy gian sắt á. Đây là cái quá trình đóng chiếc tàu hoành tráng. Chiếc tàu đó con tính đóng là dài được mét mấy? Con cũng chưa có đo nữa, để chưa có lên đủ. Cái đó là nhổng đít lên vậy đó hả? Ừ, đúng rồi, nhổng. Cái này làm xương mỏng, phải không có tiền làm xương ấy. Từ kia là nó bự không được rồi. Cái cục sườn nó bự ngón tay trái vậy nè. Bữa nó cưa ra mà kẹt lỗ. Rồi vậy sao cắt? Cái tấm gì? Tấm gì mà cứng? Mà sẹt lửa? Cũng phô mét luôn á. À. Nó dán kèo vô cái nó cứng ngắt luôn. À. Nó chơi để bệnh. Còn nói cái vụ mà cái cây láp á, cây tí, ống tiếp chứ. Ồ, về chú nhà chú bán đầy, chú bán giết mà bán đồ dân phù phẩm à. Lôi đầu ra đút vô trời ơi ngon ơi là ngon luôn. Không mà ngon mà ăn được. Nói gì? Chú đi kiếm cái ống bằng ống ống đồng mà không có. Đồng luôn. Con thép. Thép quá. Bảy ống là ống đông nhờ minox rồi. Ống ống bằng gan. Ống bằng đồng á, đồng mình nếu mà mình làm đồ ngon mình còn hàng đồ được. Ở trong mấy giặt á. Nhà con có. Bảy đó ông ơi, ông gà rồi á, trong mấy cái ông gà chú tìm kiếm cái ống gà trong tủ lạnh á, chú điện thoại hỏi người kia mà người kia nói nó khoảng 3-4 ly gì đó mà không biết. Đó là đạt kỹ càng tấm. Nào đá sợ. Chừng bao lâu hả Thủy? Giờ 10 giờ 1 giờ rồi. Lâu chưa? Giờ nước chưa lớn nữa hả? 12 rưỡi à. Nước lớn rồi. Đại nước lớn. Nước lớn mà nước bình á mình mới chơi được chứ nước chảy sao mình chơi được. Nước chảy lấy mấy chiếc ghe cũ ra chạy. Còn mấy chiếc này dục cho ta thôi. Mày khùng á quẹo. Công phu quá. Hộp xà lan á cha. Bữa gửi đóng đi. Vừa đóng vừa đóng. Bên đây con đà đóng ghe bầu.
đâu có địch. Vậy là cái miếng này nó mỏng mỏng dễ đóng hơn ha. Ừ. Tại bò. Miếng này đóng vỏ ngoài, còn miếng kia đóng sườn trong. Cái này hở quá trời rồi, mình phải chơi một lớp nữa nó mới kín phải không? Dạ, thôi em lấy cắt nhỏ nhỏ miếng dán vô. Rồi đứa nào lấy chân vịt này chơi hả? Chân vịt này chơi ngon à nha. Ừ, bữa hôm qua chú làm xong cái máy phải không? Đem xuống mương thử nha. Quay qua quay lại đâu. Ủa sao ve không được? Xuống dở lên mất mẹ cái chân vịt. Rồi cắt cái chân vịt sắt. Chơi đồ mới. Chơi thiết bự quá. Có một cái chương dịch sắt chương dịch thì được không? Được. Không biết mắc nước không, nó là phải nhìn thấy cái màu này bạch bạch nước. Hình bông. Được không? Điều nó chạy được. Hả? Được được. Đều. Vậy đó. Đều thì mình bẻ cho nó đều. Bẻ vậy bắt nước không? Bắt. Cái này là chương dịch này là để chạy với ve nè. Còn chương dịch này là chạy luôn. Chiên mấy chiên vịt loại vậy nó dê yếu chưa? Dê chiên vịt thì dê ngon luôn á. Ừ. Đó. Nhá hàng rồi. Anh nghĩ mình để mình nhá hàng mấy ý mình ra. Ôi lật lên giữa chỗ mấy cái cao. Dạ. Đi điện khủng không? Cô tướng khủng luôn. Không. 380. Bà đã mua vậy gieo hàng bà mua không ơi. Mà mình mua tươi này mình bị làm nó bán cho mình mua tươi không ngon. Được về kẹt. Giờ mình định tháo ra mình dục của mình. Sao sao mình tháo ra mình sửa lại được. Sửa được. Tao mua cái một cái tháo ra đủ. Hàng tại sao mất giá? Đấy. Cầm cái coi. Cầm cái chừng đứt tay á. Cảm nhận đậu bay nó nghĩ bay luôn nè. Sửng đầu nè. Bây giờ kia. Rồi. Bạn muốn mua liền tao mày chưa? Chưa. Xây. Gì vậy? Rồi. Rồi. Quen. Ơi cái này cúp điện qua bao luôn. Yeah. Tới ngồi nhà anh ơi. Bà tôi mua này là chú có qua bánh răng không? Có qua không phải, kia chú mua giùm luôn đi. Kia chú mua giùm đi. Chú mua nhiêu cái à? Rồi, cô mới nhớ mẹ nó. Nhưng mà thấy cái bánh, cái này ngon. Ngon quá rồi. Nhưng mà có cái là thì mày không quan tâm đấy. Mắt á thì nó là một quả mắt. Mà có cái là biết gì đâu. Nó dài này cho mình nhìn thấy không mê. Nó không bỏ vô trong cái hộp. Bỏ trong cái bọc mà. Hả? Bỏ tông bọc mà ép lại. Hàng này nhá được à. Bố bố. Đúng rồi. Không cô cũng mua một cái mà. Dạ cảm thấy buồn á. Hỏi chịu đang nhớ kịp vậy. Đấy rồi bỏ vô trong cái hộp á. Kỳ này chắc công an nhớ giao con là bỏ tông hộp rồi bỏ vô bọc nữa. Đúng rồi bỏ vô cái hộp. Quen à. Nó cắn nó hư. Không nó có bỏ không hộp nữa. Chứ này chú đặt. Không chứ không kiểu. Cũng nhiều rồi chơi lắm á. Là. Đò bỏ bên. Ở bên kia ra qua á. Rồi, tôi đặt ở đâu? Tôi đặt lên Lazada. À, Lazada mắc hơi hợp á. Hả? Lazada mắc hơn cái Shopee. Chú không có chơi Shopee, không chơi sen đỏ, mà chú chơi Lazada. Con cũng vậy. Phải như mà chú thấy mà nó bán cho mình cái mùn tưa mà nó bỏ vô trong cái hộp nó ngon à. Làm em chưa? Ê, mấy đứa biết chú chài con pin gì chưa? Hồi nãy không có đứa nào hỏi hả?
Trái cục gì mà đen đen vô đó. Cục gì mà ăn rau luôn hả? Vậy đi vô bao nhiêu cục ta? Có mua cục bê với cục sạc mà. Đồ chén dữ không? Đây đồ dữ. Cục bê với cục sạc á. Hết chưa? Rồi còn cái vụ này là chú nâng cấp lên chứ đâu phải vậy đâu mà chơi. Còn bó chết chơi bình quá. Cái thằng máy bay á là nó chạy có 3 quân mấy à? 3.7 à. Ờ, 3.7 à mà bây giờ chú nâng lên mấy cửa này là 7 quân tư á. 7 quân tư. Là phải nâng cấp cái hộp khác nó mới chịu nổi chứ thôi, nó đâu chịu nổi. Phải nâng cấp lên chứ con nãy tử đâu cái motor đấy mà tử nó bể dữ kìa. Ủa bị hai người nâng cấp cái motor lên chà quá. Nó mới phá hủy làm chi thấy nó bể. Sao tôi mua hiện luôn á. Với lại cái ống nó giòn nữa. Quay ngồi nóng mà nó gã luôn. Đúng rồi. Ủa nên nói chuyện lớn luôn mà sao. Nên nói chuyện lớn. Nó ngồi nó hét đồ nữa. Văn Nghệ đi. Văn Nghệ đi. Nó tên gì? Su. Di mà. Di hả? Di nhà ở đâu Di? Dạ con nhà với Miễu cây gừa. Chứ mà nhà con xây mặt đất với mặt trời á. Nhà con Miễu cây gừa chút. Nhà của mẹ con tên. Ồ, bắt tay cái coi. Biết mà. Bắt tay cái coi. Bạn của mẹ. Cha con làm công trình. Dạ. À, biết hả? À? Dữ luôn. Ui da. Ui da. Chính hay gì? Không phải nó nóng. Một tiếng rưỡi nữa là rồi không? Rồi. Một tiếng rưỡi nữa là không? Rồi nhưng mà không tắt máy được không? Chú gọi đi. Còn thời gian cũ, thời gian cũ chơi. Rồi mấy đứa ở đây làm đi, chú đi sửa máy ngồi chú quay lại chơi. Dạ. Ha. Dạ, ok. Rồi. Tạm biệt. Thôi. Một hồi gặp lại.